Các sơ đồ Việt Nam xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì tại vườn ươm số 3 của công ty, chúng tôi đang về một lô xoài và lộc vừng hàng khủng từ đường kính từ 40 đến 50. Bầu bì chúng tôi được bó bằng lưới B40 và bện lót với rơm dạ để có thể là sau này dễ nó ra, nó tạo cái độ xốp. Lúc nhấc cây lên đi trồng cũng không dễ, không bị ảnh hưởng, không bị đất. Thì sau đây là toàn bộ quá trình mà chúng tôi đang tiến hành hạ cây xuống và dâm ủ. Tôi dùng máy xúc để đào hố. Và chúng tôi trồng tương đối là nổi lên trên bề mặt đất để có thể đề phòng cái việc là bị mưa ngập. Đấy, chúng tôi trồng nổi hết, có bổ sung cả cát để phòng mưa ngập, cũng như là tạo cái gọi là cái độ xốp cho tạo cái độ thoáng dễ. Rất tơi xốp. Hạ cát đi bác ơi. Hạ cát đi. Hạ cát đi bác ơi. Được rồi đấy, đứng rồi mà. Cẩn thận không nó bị nổi cây. Làm rất là khéo tay. Rồi, trong cái hố kia hơi sâu đấy. Không cần phải dặn đâu, không cần dặn. Một cây thôi. Cây to nhất. Ấy ơi. Khi mà chúng ta lỡ đào hố nó sâu thì lấp bớt đi, nhưng mà khi lấp thì chúng ta phải chèn chắc cái đế, không là cây nó bị lún rồi bầu nó sẽ không ổn định. Lún thì dẫn đến là cái việc mình tưới nhiều nó chết, thì lún bầu và sẽ vỡ bầu. Đây một vài kinh nghiệm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bác. Công ty chúng tôi thì đang có rất nhiều các loại mít đường kính 10, 12 phân dâm ủ.
hàng giấy mủ rất là kỹ rồi. Đấy, chúng tôi xin được phục vụ các bác. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0976 609 399. Rất là vui, rất hân hạnh được phục vụ các quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.